vì sao bí thư tỉnh Lâm Đồng bị bắt tạm giam. Nhiều địa phương đã khởi tố, điều tra các vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn liên quan đến cả cán bộ thuộc diện trung ương quản lý và tỉnh ủy, thành ủy quản lý. Chống tham nhũng bây giờ không dừng lại ở trung ương mà các địa phương đã và đang tích cực xử lý đối với các sai phạm của các quan chức. Mới đây, ông Trần Đức Quận, bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng, bị cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra những sai phạm liên quan siêu dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. Cơ quan điều tra xác định hành vi của bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận vi phạm vào tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015. Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng trên. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 24 tháng 1 cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, thực hiện khám xét đối với bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận. Các vụ án trên thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định ông Trần Đức Quận đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến dự án Đại Ninh. Liên quan vụ án này, mới đây ngày 2 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Hiệp, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Ông Hiệp bị điều tra về tội nhận hối lộ. Trước đó cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Tránh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra về tội nhận hối lộ. Riêng bà Trần Bích Ngọc, vụ trưởng theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Văn phòng Chính phủ bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Dự án khu đô thị Nam Đà Lạt được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận vào ngày 30 tháng 12 năm 2010. Dự án nằm trên địa bàn 4 xã của huyện Đức Trọng, gồm Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hai và Ninh Loan, có tổng diện tích đất quy hoạch lên đến hơn 3.595 ha, trong đó diện tích thuê rừng trên 1.050 ha, tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng, tiến độ thực hiện từ năm 2010 đến 2018. Đến nay sau 13 năm triển khai, dự án mới chỉ thực hiện được một số hạng mục bao gồm 15 nhà làm việc và nghỉ dưỡng của chuyên gia, một hội trường, 6 trạm dừng chân, khoảng 20 km đường nội bộ và trồng hơn 10 ha rừng trên diện tích lấn chiếm đã được giải tỏa. Các hạng mục này đều là hạng mục phụ và đã xuống cấp nghiêm trọng. Liên quan dự án nói trên, tại kết luận thanh tra chính phủ số 929 ngày 12 tháng 6 năm 2020, thanh tra chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất. Sau kết luận này, công ty Sài Gòn Đại Ninh đã có văn bản kiến nghị lên nhiều cơ quan chức năng xem xét lại việc thu hồi dự án. Đến ngày 8 tháng 7 năm 2021, thanh tra chính phủ đã có văn bản thông báo sửa đổi một số nội dung trong kết luận số 929 rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất đối với dự án trên. Thanh tra chính phủ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền, hướng dẫn công ty thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo luật đầu tư năm 2014, gia hạn sử dụng đất theo luật đất đai năm 2013, hoàn thành dự án theo đúng cam kết, đầu tư theo quy mô đã được phê duyệt. Trước khi sửa đổi, bổ sung kết luận này, thanh tra chính phủ đã lập tổ công tác để thẩm tra, trong tổ công tác có ông Nguyễn Ngọc Ánh, Tránh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng và nhiều cán bộ khác. Tháng 10 năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng xem xét cho dự án được tiếp tục triển khai theo kết luận thanh tra chính phủ, đồng thời lập tổ công tác nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư công ty Sài Gòn Đại Ninh. Trong văn bản gửi các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vào ngày 11 tháng 11, công ty Sài Gòn Đại Ninh báo cáo đến nay, công ty đã đầu tư tổng số tiền vào dự án là 2.000 tỷ đồng. Công ty đề nghị nâng tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh từ hơn 25.200 tỷ đồng lên hơn 30.200 tỷ đồng, đồng thời đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án với quy mô sử dụng đất không thay đổi là gần 3.600 ha. Tại kỳ họp thứ 10 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng và Chủ tịch tỉnh Trần Văn Hiệp bị kết luận thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong quản lý nhà nước về lâm nghiệp, đầu tư, đất đai, nhà ở, bảo vệ môi trường.